khỏe không? nó phù lên nè, nó phù lên, nó giãn tĩnh mạch, nó đau chứ, đau lắm. Đây nè, Nhưng mà kiểm anh có uống thuốc giãn tĩnh mạch đâu? không, trời, đâu 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 có tiền đâu mà đi khám Trời được, ơi, cứ cái chân bệnh anh giờ nó quá trời luôn. nó nát rồi, Nát hết luôn á. nát hết rồi. Nói chung tối ngủ nó nhức lắm, nhất là cái mùa lạnh này nè, cái mùa lạnh này tối tối nào ngủ anh cũng khóc, Dạ. nó đau khóc luôn. Và bây giờ em sẽ vào bên trong căn nhà của anh Cường bị bệnh viêm đại tràng nặng đó cả nhà ơi. Dạ anh chào anh Cường ạ. Dạ chào em. Dạ chào em. Dạ chú bên cạnh là cha ruột của anh hả anh Cường? Dạ đúng rồi. Dạ. Là chú bị mù hay gì mà chú đeo kính đen vậy chú? Dạ, bị hư mất mấy chục năm. Tháo tháo ra cho người ta ngón cái rồi tự gắn gắn lại. Không. Là hồi xưa chú bị sao mà bị mù vậy chú? Bị bệnh viêm màng bồ đào cấp á. Dạ. Là Rồi lúc bao nhiêu tuổi hay là bẩm sinh à? khoảng 60 tuổi, năm 61. Dạ. Không, ý là con nói là chú bị bệnh mắt á À, là năm bao nhiêu tuổi á? 55 tuổi. 15, 16 tuổi hả? Dạ. Là bây giờ chú không thấy gì hết hay sao? Không, không thấy gì hết. Áo Quen nướng rồi. rồi chú biết không? Quen rồi, quen rồi. Quen rồi hả? Quý vị ơi, anh Cường đây là lúc trước Bình Định Dấu Yêu có quay một lần rồi. Anh có thể kể lại việc bệnh tình của mình được không ạ? Ừ thì cái nói về cái bệnh của mình đó là viêm đại tràng mãn Dạ. tính, Dạ. là nó bị đường ruột nặng, là cứ phải uống thuốc liên tục, uống thuốc tây á, Dạ. thì bác sĩ kê đơn thuốc là uống mỗi ngày luôn, là uống cho đến suốt đời Dạ. đó, là nó chỉ cầm chừng cơn đau thôi chứ nó không có chỉ dứt điểm được cái bệnh này. Dạ. Ở bên tên tiếng nước ngoài người ta gọi là bệnh Ron, Ron hả? Ron đó, thì nó gây tác hại đến đường ruột, nó sẽ gây đau đớn, và khi vậy mình uống thuốc tây vô thì nó chỉ giảm đau thôi chứ nó không có thực sự là hết bệnh Dạ. đó. Mà khi uống uống thuốc vô thì nó lại cái tác hại, tác dụng phụ rất nhiều, Dạ. là bị suy giãn tĩnh mạch, rồi bị nói chung là tím tái thật, tím tái cơ thể đó, là Nên cái đây là một thùng đó, thuốc của là anh luôn hả? đó là một đây Trời ơi, đây mỗi lần đây uống vậy thuốc tây mà uống vậy nóng chết luôn á. đây là cái rổ thuốc của mình, đây mỗi 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 tháng đều phải uống như vậy, là cứ chi phí là 2 triệu bạc một tháng, Dạ. là thuốc giảm đau về đường ruột, thuốc giảm đau về bao tử Dạ. đó, đó và có thêm thuốc kháng sinh nữa, kháng Dạ. viêm nữa, thì cứ mỗi ngày vậy đó, cứ liên tục vậy, không không thể nào mà ngưng nó được. Vậy hiện tại là anh chỉ có ở nhà thôi chứ đâu có làm gì được hả? Đúng rồi, làm việc nặng không được, bây giờ đứng lên ngồi xuống cũng đã mệt rồi Dạ. đó, chỉ làm việc nhẹ được, ví dụ như là đi tới đi lui hoặc là bê vác cái gì nhẹ nhẹ thì được, xô nước thì được, chứ mà còn làm nặng mà dài tiếng thì không được. Dạ. Có cô Ly bên Mỹ nó đi quay gặp hoàn cảnh nào khó khăn thì gửi một ít tiền thì em gửi trước cho anh là 1 triệu ạ. Rồi em gửi anh Cường 1 triệu. Dạ anh xin cảm ơn cô Ly nhiều lắm ạ. Dạ. Dạ cũng mong là các mạnh thường quân là có thật nhiều sức khỏe để giúp những hoàn cảnh như chúng tôi, thì nói chung là mỗi người mỗi hoàn cảnh mà, thì cuộc sống nó khó khăn thì cũng mong các mạnh thường quân là chia sẻ và giúp đỡ, xin cảm ơn rất nhiều ạ. Vợ anh làm công việc gì anh Cường? À, vợ anh hiện tại bây giờ là mới ở dưới quê lên á, thì cũng chưa có việc, thì cũng đi theo con nhỏ bạn, thì cũng làm ruộng ở đường Võ Văn Vân á, có cái ruộng nhỏ nhỏ đó, thuê thuê cái ruộng của người ta để trồng rau với lại nuôi vịt đó. Dạ. Đó bây giờ đang tiến hành coi như là xây chòi gì đồ đó để nuôi vịt thôi, chứ chưa có làm gì hết. Còn anh có mấy đứa nhỏ? Anh có 2 đứa, Dạ. thằng con trai thì học lớp 6 rồi, còn con gái thì đó nó còn nhỏ xíu, nó mới 2 tuổi à. Dạ. Đó thì anh ở nhà hiện tại là anh đang vừa bệnh đau mà vừa phải trông đứa nhỏ để Dạ. cho vợ đi làm ruộng á. Còn ba anh mà mù như thế này thì có phụ giúp được gì không anh hay là chỉ sớ rớ trong nhà thôi? Ba anh thì cũng đi tới đi lui trong nhà vậy á, thì cũng nói chung là cũng tự túc được, cũng đỡ, tại ba Dạ. anh quen rồi Dạ. thì cũng mù mấy chục năm mà, thì nói chung là được ông bà thương á, thì cũng cũng đi tới đi lui rồi cũng đỡ, cũng ăn uống được. Dạ. Nói chung là chú đi lại được, sinh hoạt được là cũng mừng Dạ rồi. Chú ngoài cái việc chú bị con mắt thôi là chú vẫn bình thường hết rồi chú. bị đau khớp gối, Bị đau khớp gối hả? đã bị thoái hóa khớp.
Dạ. Nhìn tướng chú phong độ quá trời luôn. Vẫn đẹp ngời ngời luôn. Ủa đây là con anh hả? Không, đây con hàng xóm. Ủa anh là có một đứa con trai con gái hả anh? Đúng rồi. Anh là học lớp mấy rồi hả? Con trai của anh rồi, hiện tại đang học lớp 6. Dạ. Đang buổi sáng là cho đi học rồi, có xe đạp điện cho tự đi học. Dạ. Còn con gái nhỏ thì ở nhà để anh chăm. Dạ. Thì vợ anh để cho vợ anh rảnh tay á, đi làm ruộng với người ta. Cái giờ là hồi xưa là anh là thu nhập chính trong gia đình, mà giờ thì anh bệnh tật đâu có làm gì được nặng nhiều rồi đúng không? Thì vợ anh là bây giờ vợ đi làm nuôi hả? Giống như vợ anh bây giờ là nhân vật chính vậy đó. Còn anh là bây giờ là thua rồi. Bây giờ không làm được nổi gì nữa hết. Nhưng mà giờ anh làm cho vườn trồng rau đó là tháng thu nhập được không anh? Anh chưa biết nữa, mới thực tập làm thôi à. Mới làm hả? Đúng rồi. Tại mới dưới quê lên á. Mới dưới quê lên rồi cũng mới cấy kiếp này kia đâu chứ chưa có rau để bán, chưa biết như thế nào nữa. Anh là quê gốc ở đâu? Anh ở An Giang. An Giang hả? Đúng rồi. Còn vợ anh? Vợ anh ở Ninh Bình. Ninh Bình? Đúng rồi. Vợ anh ở Ninh Bình ở ngoài Bắc á. Dạ. Tại bữa giờ vợ anh ở ngoài Bắc vào. Không, vợ anh thì mấy bữa giờ là ở Kiên Giang với nhỏ em là để đi trông trẻ. Dạ. Đi trông trẻ đó, rồi ở dưới đó cũng dịch giả quá đâu có làm được, lại phải về thành phố. Dạ. Về lại để hai vợ chồng gắn kết với nhau làm, chứ hôm bữa là anh ở đây, vợ anh ở quê. Dạ. Còn bây giờ là vợ anh về với anh rồi. Thằng cu nhỏ học giỏi không anh? Thằng cu cũng học cũng được. Dạ. Nói chung là cũng khá à, chứ không có giỏi. Dạ. Tại nó cũng mới học đây thôi, thì trước giờ là nó học online á. Dạ. Bây giờ nó mới học trực tiếp nè. Việc học hành để được có nhà nước hỗ trợ hay là trường hỗ trợ giảm học phí gì mình? Nhà anh thì cũng là dạng nhà nghèo á, có gọi là cái gì hộ cận nghèo á. Hộ cận nghèo đúng hả? Rồi, hộ cận nghèo thì cũng được trên xã lâu lâu cho học bổng thôi. Dạ. Đó. Hình như là năm ngoái con anh được một lần học bổng. Dạ. Đó. Hình như anh theo đạo Thiên Chúa hả? Đúng rồi, nhà anh bên đạo Công giáo nè. Công giáo. Ừ. Chú có mong muốn gì cho cuộc sống cũng như là sức khỏe của anh Cường không chú? Mong cho nó nhờ Mạnh Thường Quân giúp đỡ nó ít tiền để nó uống thuốc thôi, kéo dài cuộc sống thôi, chứ bệnh này nó không có hết. Dạ. Chứ giờ không có làm ra tiền mà vợ con nó như vậy, cái tiền thuốc thì cũng kẹt. Bởi vậy nhờ Mạnh Thường Quân có thể là giúp đỡ nó thôi. Tiền thuốc là một tháng trung bình 2 triệu hả anh? Đúng rồi. Cái thuốc tai mình uống nhiều nó nóng lắm, anh phải ăn uống bài bổ vô nó mát cái gì đó chứ thuốc tai nó nóng lắm. Thì hiện tại bây giờ anh chỉ có nước lọc thôi, uống nhiều nước lọc á. Dạ. Để cho nó đào thải bớt ra thôi chứ còn cũng chẳng còn cách nào khác. Tức là cái bệnh này người ta nói chỉ uống tới già thôi chứ còn không có bớt hẳn hả? Nó không hết hẳn, nó chỉ gọi là cầm chừng á. Cầm chừng giảm đau á. Dạ. Đó, chỉ giảm đau á. Mình uống liên tục hay là khi nào mình đau mình mới uống? Ngày nào cũng phải uống ha. Ngưng cái là biết liền. Ngưng cái là nó đau nó quặn lên một cái là nó ảnh hưởng hết bao tử rồi, không ăn uống được gì luôn. Vậy hả? Như cái đợt ngày mùng 2 Tết đó là anh tưởng anh chết rồi đó. Dạ. Ngày mùng 2 Tết đó là anh không ăn được. Giống như là cái bao tử nè, không thở được luôn. Mà uống nước cũng ói ra, mà ăn cũng ói ra. Là nó kéo dài cỡ gần 10 ngày á, gần tới ngày 12, 13 rồi đó anh mới đỡ lại được. Dạ. Trời ơi, thuốc mà mua vậy hả? Mình có khám bảo hiểm không? Không, anh có đi khám nhưng mà khám trực tiếp cái bác sĩ bác sĩ trong bệnh viện Thống Nhất á. Dạ. Là hồi trước là anh có bảo hiểm trên đó, mà bây giờ anh mua bảo hiểm thì nó lại không có bán ở Thống Nhất nữa. Dạ. Thì nó lại bán bên quận Tân Phú. Dạ. Nên ra nhiều khi anh ngại anh đâu có đi khám đâu, thì có cái đơn thuốc cũ đó là anh cứ về anh uống, anh thấy nó ổn thì anh chỉ nhắn tin với bác sĩ thôi. Bác sĩ trực tiếp bên Thống Nhất á thì bác sĩ đó cũng tốt, thì cũng nó nói chung là cũng chia sẻ với anh rất nhiều, thì cứ như vậy thôi, nói chung là cứ trực tiếp qua vậy đó chứ. Dạ. Không có đi khám bây giờ, nhưng mà lâu lâu mình khám lại thử bình tĩnh như thế nào chứ. Có nửa năm anh đi lần á. Dạ. Thì anh lên bệnh viện Thống Nhất là anh khám dịch vụ chứ không có khám bảo hiểm y tế. Dạ. Tại anh đâu có bảo hiểm trên đó đâu. Nhưng mà bây giờ anh có bảo hiểm y tế không? Ấy là không có bệnh viện đó thì có bệnh viện có bệnh viện Bình Chánh hả? Bệnh viện quận Tân Phú. Ủa sao anh ở Bình Chánh mà? Anh nhờ cái hộ khẩu của bà cô ở quận Tân Phú á. À. Để cho thằng con nó đi học nè, rồi để mua bảo hiểm cho anh nè. Dạ. Đó, là nhờ cái hộ khẩu dưới đó. Dạ. Chứ còn ở đây là xưa 10 năm nay là đâu có giấy tờ gì đâu. Dạ. Nhà giấy tờ tạm, giấy tờ tay á. Dạ.
Bây giờ là anh đâu có làm được cái gì mà cứ mỗi tháng cứ phải uống thuốc vậy, thì vợ anh nó gồng không nổi. Thì cứ vợ thôi thì cứ đau phải chịu, hết thuốc là phải chịu. Rồi cứ lâu lâu mà có Mạnh Thường Quân mà cho 500 hay 1 triệu gì đó như em nè. Bắt đầu anh tranh thủ anh mua một ít cái anh để dành á. Yeah. Cái nào đau lắm bắt đầu là anh mới uống 1 viên, 2 viên vô vậy. Yeah. Chứ còn đâu dám uống như đợt trước nữa đâu. Tại vì đâu có làm gì ra tiền đâu mà uống thuốc. Tức là một tháng trung bình 2 triệu nhưng mà ít tiền là anh uống nhín lại hả? Đúng rồi, anh uống nhín lại anh chịu đau á. Anh chịu đau. Ví dụ như là thường thường là buổi chiều nó đau dữ dội lắm thì anh để dành anh uống buổi chiều, sáng không uống. Dạ. Tức là uống buổi chiều để cho nó khỏe, tối ngủ được. Đúng rồi. Chứ không tối mà ngủ không được là sáng không làm. Ý là nó không có thuốc thì nó sẽ, nó có cảm giác như thế nào? Nó đau bao tử. Nó nhói hả? Nó nhói bao tử mà không thở được. Không vậy thở hả? Được. Ừ. Là mà uống vô là nó đỡ liền. Nó dịu xuống. Nó dịu xuống liền, nó tạo cảm giác cho mình thèm ăn á. Rồi mình ăn uống cho nó có sức khỏe để còn đi tới đi lui được. Rồi cái chân anh khi mà uống thuốc tai nhiều quá nó bị giãn tĩnh mạch này, này nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không? Nó phù lên nè. Nó phù lên, nó giãn tĩnh mạch, nó đau chứ. Đau lắm. Nhưng mà anh có uống thuốc giãn tĩnh mạch không? Không. Tại đâu có tiền đâu mà đi khám. Trời ơi, cái chân anh giờ nó quá trời luôn. Nó nát rồi. Nát hết luôn á. Nát hết. Nói chung tối ngủ nó nhức lắm. Nhất là cái mùa lạnh này nè. Cái mùa lạnh này tối nào ngủ anh cũng khóc. Dạ. Nó đau khóc luôn á. Trời, lúc trước anh chưa phát bệnh là anh làm công việc gì? Anh làm bên xuất ăn công nghiệp. Xuất ăn công nghiệp đúng rồi, anh làm cho tập đoàn Đại Hàn Kim á. Xuất ăn công nghiệp. Thì đi đó đi đây rồi cũng đi, nói chung là đi công việc của anh thì cũng đi, người ta gọi là sai bếp á, bếp á, bếp này, bếp An Giang, bếp Tiền Giang rồi đi kia đó. Rồi đi khảo sát thôi. Rồi, tức là từ lúc mà phát hiện bệnh tới giờ là anh nghỉ luôn, không đi được luôn. Không đi được, không làm gì luôn. Đúng rồi. Tại vì đi xa đâu có nổi nữa, bây giờ nó có phát đau hoài đâu có đi được. Dạ. Thường thường toàn đi xe Phương Trang đó, rồi cứ nằm đó vậy thì mình không sao để đi được, chứ bây giờ nó đau bụng quá đâu có đi được đâu. Mà không ăn uống gì được nữa thì đâu có sức đâu. Ủa nhà anh là, ba anh là chỉ có một mình anh duy nhất hay là có nhiều người? Có mình đó. Dạ. Xã là bỏ lâu rồi. Bỏ cách đây cũng mười mấy năm rồi. Dạ. Tức là hiện tại là anh ở với ba anh, còn mẹ anh là có gia đình khác rồi. Có gia đình khác. Dạ. Rồi lâu lâu có liên hệ gì không anh? Thì lâu lâu nói chung là cũng hỏi thăm vậy thôi chứ còn cũng chẳng có tin tức gì nhiều, đâu có ghé thăm nhiều đâu. Dạ. Giờ Covid tới giờ là mất luôn rồi đó. Không thấy gì hết. Dạ. Là con anh đi học là tự đi rồi về tới nhà đây luôn hay là anh đón? Không, chỉ có bữa nay thì cho, tại học có nửa buổi thì cho đi xe đạp điện. Chứ thường là anh lấy xe điện anh chở nó đi không à. Anh đâu dám cho đi đường đâu. Là bé học ở bên Tân Phú với Bình Chánh? Ở Tân Phú á. Từ Bình Chánh qua Tân Phú học? Đúng rồi. Tại lỡ có hộ khẩu ở đó thì nó học từ nhỏ đến lớn ở dưới đó rồi. Dạ. Cho nó học luôn. Trời, nó vậy nó cũng dạng nó tự đi xe một mình. Đúng chứ. Tại đường là thấy xe tải quá trời luôn. Thì đó anh đâu có dám chở nó đi đâu thì... mỗi ngày anh đều phải chở đi đưa đi đón về, nó học sáng chiều á. Dạ. Chiều mình về đón, còn hôm nay nó học có nửa buổi thì thôi đòi lấy xe đi thì cho lấy xe đi nửa buổi rồi về. Dạ. Về tại nó biết ba nó đau á, đâu có chở được nhiều đâu thì nó cũng. Dạ. Thương ba nó thì mình thôi kệ cho lâu lâu cho nó đi một buổi cho nó dạng người nó đi. Dạ. Thì bé đi học về rồi có phụ gì không anh? Nó biết. Ừ. Ba mình bệnh rồi thì nó cũng chơi với em á, để cho mình nằm mình nghỉ nè, anh hay nằm đây nè. Dạ. Yeah. Anh hồi sáng là anh mới lấy thuốc ra anh uống. Yeah. Xong anh nằm đây rồi cái nhỏ nó cũng chơi cũng... nói chung là cái nhỏ nó cũng khôn, nó cũng biết ba nó bệnh sao, nó cứ. Yeah. Mở tivi lên rồi nó cứ nằm nó coi nó chơi mình vậy đó. Yeah. Rồi ba cứ nằm ôm bụng cứ đau nằm hoài. Dạ. Yeah. Thì bây giờ uống đâu có tiền đâu mà uống thuốc. Thì cứ nằm chịu đau vậy đó, rồi cứ đến chiều mà nó đau quá thì uống 2-3 viên vô rồi cho nó giảm xuống là ăn miếng cơm rồi đi ngủ. Dạ. Yeah. Đó. Còn lúc nào mà không chịu nổi nữa thì buộc mình phải uống thôi. Dạ. Yeah. Chứ không có nhịn được. Nhịn nó đau lắm, em biết là bao tử mà. Trời ơi, nó không thở được mà nó khó chịu dữ lắm. Dạ. Yeah. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Và một lần nữa thì em cũng cảm ơn cô Ly ở Mỹ đã trợ duyên cho những hoàn cảnh khó khăn. Và bây giờ con xin phép anh với chú con đi về nha. Dạ, rồi con. Dạ. Chào. Dạ con. Dạ.